Xin chào quý vị, tôi là tiến sĩ Hồ Phú Hải, hiện là giảng viên Đại học MIT Việt Nam. Chào mừng quý vị đến với hội thảo Sáng tạo yếu tố thay đổi cục diện nằm trong chuỗi sự kiện của Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam 2020 do Đại học MIT Việt Nam kết hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam VCAS và Collab Việt Nam cùng với các đối tác đa dạng gồm có các cái cá nhân và tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo thực hiện với sự bảo trợ truyền thông của Hà Nội Graphite. Kính thưa quý vị, Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam năm 2020 là một chuỗi các sự kiện truyền cảm hứng và chia sẻ những kiến thức, trải nghiệm sáng tạo đa dạng được khởi xướng bởi Đại học MIT Việt Nam dành cho bất kỳ ai có đam mê và quan tâm đến sáng tạo và thiết kế. Và tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến cái chuỗi hội thảo sáng tạo yếu tố thay đổi cục diện nằm trong hơn 25 sự kiện của Liên hoan lần này. Hôm nay tôi đem đến một cái chủ đề là phát triển bản thân và được chia sẻ bởi những cựu sinh viên của Đại học Quốc tế MIT Việt Nam. Và các bạn cựu sinh viên đến đây để chia sẻ từ những cái lĩnh vực khác nhau và cũng có đạt những cái thành công nhất định trong kinh doanh và cũng như trong sự nghiệp của mình. Và họ mang đến những cái kinh nghiệm để áp dụng cái tính sáng tạo trong công việc để đạt được những cái thành tích đó. Và hôm nay tôi rất vui mời là được mời đến đến đây là chị Châu Lâm. Cũng là cựu sinh viên của ngành truyền thông chuyên nghiệp để đến đây để nói về những cái thành công của mình trên con đường kinh doanh và cũng giống như là áp dụng những cái sáng tạo vào trong cái công việc và những cái thiết kế của mình để đem đến cho khách hàng của mình được trải nghiệm tốt hơn về những cái sản phẩm của mình. Thì để trước hết rồi mình vào cái buổi nói chuyện hôm nay thì Châu có thể giới thiệu cho quý khán giả biết mình về mình một chút được không ạ? Okay. Cảm ơn anh Hải và giới thiệu về mình. Mình là Joe, có thể gọi mình là Joe Lam. Thì mình là founder và giám đốc của công ty quản lý nhãn hàng Jamlos. Mình tốt nghiệp ở RMIT ngành Professional Communication từ năm 2013 và mình đã thành lập Jamlos từ năm 2014. Thì Jamlos đến nay là được hơn 6 năm. Jamlos là một nhãn hàng túi sách làm về canvas, làm về các thiết kế đơn giản và inspire mọi người thông qua các thiết kế và các câu chuyện của túi sách. Vậy thì lý do nào mà Joe lại thực hiện cái dự án này khi mà mình chọn một cái ngành hàng như thế này để phát triển? Đối với ngành hàng thời trang thì có những sản phẩm như là quần áo là những sản phẩm thiết yếu hàng ngày, nhưng mà đối với túi sách là một cái sản phẩm có thể phối với rất là nhiều bộ trang phục hàng ngày. Thì túi sách là một người bạn hàng ngày của người tiêu dùng. Thì đối với chất liệu canvas là một chất liệu khá là thân thiện với môi trường và với những cái cảm hứng đến từ những cái điều hàng ngày xảy ra, thì mình có những cái thiết kế để có thể kết nối với lại người tiêu dùng nhiều hơn. Thì đặc biệt hơn là mình làm một cái campaign về mỗi ngày mới. Thì mỗi ngày mới đó là mình kể những câu chuyện về những người có những ngành nghề khác nhau, độ tuổi khác nhau, cuộc sống, tính cách khác nhau. Mọi người đều có một câu chuyện riêng của mình, nhưng mà cái cách mọi người bắt đầu một ngày mới là cách mọi người quyết định rằng ngày đó sẽ như thế nào. Thì đó là cái câu chuyện mà mình muốn truyền tải thông qua sản phẩm đến với người tiêu dùng. Vậy thì cái sản phẩm của mình chính đó là những cái túi canvas đây. Thì tại sao lý do gì mà mình chọn là túi mà không phải là những sản phẩm khác hàng ngày người ta như khách hàng hay hay mang theo bên mình, ví dụ như là giày hoặc là nón hay là cái gì đó thì Thì thật ra thì túi là một thứ mình có thể đựng được, có thể gọi là đựng được cả thế giới trong đó. Khi mà mình bước ra khỏi nhà, khi mà mỗi ngày mình ra khỏi nhà, mình có rất là nhiều thứ mình cần phải mang theo bên cạnh mình. Có thể ngày hôm đó mình không biết rằng mình sẽ cần dùng chính xác các vật dụng nào, nhưng mà túi xách có thể giúp mình gọi là mang được càng nhiều thứ càng tốt theo bên mình. Và là một người bạn đồng hành đến tất cả mọi nơi. Có thể túi xách đó mình có thể sử dụng để đi học, đi làm, đi du lịch, và nó là một người đồng hành thực sự. Thì ngoài giày hoặc là những vật dụng phụ kiện khác, thì túi xách là một thứ có thể mang tính chất thời trang và mình có thể thể hiện được tính cách của người tiêu dùng nhiều. Vậy thì đối tượng khách hàng của mình là chắc là những đối tượng trẻ đúng không Châu?
Vào Jamlots vào những năm mới thành lập thì đối tượng hầu như nhắm vào là những bạn trẻ, sinh viên, học sinh. Sau đó thì Jamlots cũng đã phát triển bản thân nhiều hơn và lớn dần cùng với khách hàng. Thì Jamlots hiện tại vẫn có những cái được khách hàng là những bạn đi đi làm rồi, công sở vẫn có. Và thật ra thì những thành viên trong gia đình vẫn có thể sử dụng những sản phẩm túi của Jamlots cùng với chính những thành viên của mình. Ví dụ như là bây giờ, thí dụ như là như là Joe nói là khách hàng của mình vẫn có những bạn đã đi làm rồi, thì hiện nay cái xu hướng mà các bạn đi làm sử dụng túi canvas để đi làm á, thì cái xu hướng hiện nay nó có phát triển hay không, và tại sao cái xu hướng này nó sẽ phát triển? Về công việc đi làm thì thật ra ngoài văn phòng ra thì bây giờ cũng có rất ngành nghề gọi là cần tính sáng tạo và sự năng động, thì chất liệu vải canvas là một thứ có thể đáp ứng được cái việc di chuyển nhiều của các bạn làm công ty, và nó có thể gọi là nó rất là to và cái form dáng nó thoải mái và mình có thể flexible, mình có thể linh hoạt được nó để đựng được các vật dụng từ to tới nhỏ. Và canvas càng ngày càng thuyết phục người tiêu dùng nhiều hơn rằng canvas cũng có một cái vị thế và một cái hình ảnh nào đó nhất định cho người tiêu dùng, không chỉ so sánh về chất liệu, ví dụ như những chất liệu về da, những chất liệu đó tôn vinh lên cái giá trị của người tiêu dùng, thì canvas cũng như vậy, cũng tôn vinh lên được cái giá trị phong cách của người tiêu dùng. Thì nói về cái thông điệp của sản phẩm của mình, như hồi nãy Châu có đề cập đến là kể những cái câu chuyện hàng ngày của người tiêu dùng của mình khi mà mang những chiếc túi như thế này, thì làm sao mà Châu tiền đạt được những cái thông điệp đó đến với người tiêu dùng của mình? Mỗi chiếc túi của Jamlots mang đến khách hàng là với một câu chuyện. Mỗi sản phẩm được kể, được giới thiệu bằng một câu chuyện và một cái thông điệp nào đó nhất định. Ví dụ như có những cái dòng sản phẩm mà mình lấy cảm hứng từ những món nước hàng ngày thân quen, thì đó là một cách để bản thân mình, khi mà mình được hỏi rằng bạn thích uống món gì, hoặc là mình được một cái câu hỏi rằng quan tâm đến sở thích của bản thân mình cũng sẽ cảm thấy vui hơn và cảm thấy được quan tâm nhiều hơn, và đó là một cách để mình thể hiện cái thói quen, cái sở thích của mình ra bên ngoài nhiều hơn thông qua những thứ mình mang trên người. Nó không chỉ là về màu sắc hay là về những cái kiểu dáng, mà nó còn về câu chuyện trên cái sản phẩm đó. Thì mình mang những cái tên món nước lên sản phẩm, hoặc là những cái bộ sưu tập mà muốn inspire và muốn khuyến khích mọi người rằng hãy nhớ ăn sáng mỗi ngày, thì những cái bộ sưu tập đó, những cái món như là banana chuối rồi ác, hoặc là meal box, những cái thứ là ở sáng mình nên ăn sáng nha. Ví dụ như vậy, hoặc tương tự, mình mỗi thứ mình đều kết nối vào một câu chuyện nào đó. Thì mình có thể thấy là những cái câu chuyện đó nó tạo những cái sự khác biệt cho cái thương hiệu của mình. Như vậy thì cái thông điệp đó, thì khi mà mang những cái thông điệp này đến thì như thế nào để mình làm gần gũi được với khách hàng của mình, ví dụ như là truyền thông như thế nào để mình có thể kết hợp được với khách hàng của mình? Những sản phẩm trước khi được ra mắt đều được teaser bởi những cái hình ảnh tương đồng trong cuộc sống, để đặt ra những câu hỏi cho những người tiêu dùng tự trả lời những câu hỏi đó, rằng nếu bạn được đặt câu hỏi đó, bạn sẽ nghĩ đến điều gì xung quanh chúng ta, thì bản thân bạn sẽ cảm thấy điều gì và thích thú điều gì. Thì đó là một cách để người tiêu dùng tự khám phá bản thân mình trước, rằng nếu mình nghĩ về điều đó, mình sẽ thích điều gì. Sau đó thì Jamlots đưa đến những hình ảnh thân thuộc gần hơn với sản phẩm, để khách hàng hiểu được sắp tới sản phẩm sẽ như thế này. Và sau đó khi mà sản phẩm ra mắt và để được set up những cái hình ảnh tương đồng với những vật dụng, ví dụ như là chiếc túi banana sẽ được set up cùng với những trái chuối hoặc là những cái bữa ăn sáng, để người ta có thể hiểu được rằng nếu như mà display trên một bàn ăn của mình là những cái đĩa upla thì đây là một cái display, một cái chiếc bàn với những cái sản phẩm túi của Jamlots, thì hãy enjoy bữa ăn sáng đó, cũng giống như enjoy cái collection mới của Jamlots. Đó là một cách để mình link những thứ rằng sản phẩm và người tiêu dùng có một câu chuyện cùng với nhau. Như vậy thì có bao giờ mà Châu nghĩ là mình bị cạn ý tưởng hay không? Và khi mà trong những cái thời điểm mà mình nghĩ hoài không ra ý tưởng để sáng tạo, là để ra những cái sản phẩm mới hoặc là những cái thông điệp mới cho khách hàng, thì mình sẽ tìm kiếm những cái ý tưởng đó ở đâu ra? Thật ra thì ý tưởng không thể nào gọi là cứ có hoài được. Thì thật ra mình cũng có những cách mà mình cũng phải tự trau dồi bản thân mình. Mình cũng phải tự cố gắng để nuôi dưỡng những cái đam mê xung quanh mình, những sở thích của mình. Thật ra hầu như những thiết kế của Jamlots được ra đời bằng những cuốn sổ rất là nhỏ trên những cái đoạn đường mà mình đi du lịch. Thường là Joe đi du lịch thì Joe luôn tận dụng những cái thời gian mình ngồi trên xe, trên tàu, trên máy bay, hoặc là những lúc mà mình được tĩnh lặng, mình sẽ nhìn xung quanh và mình sẽ
note lại tất cả những thứ mà mình cảm giác là mình muốn mang đến sản phẩm cho những người xung quanh mình nhìn thấy. Nó có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của mọi người xung quanh mình và cả bản thân mình cũng muốn tạo ra những sản phẩm như vậy. Thì ngoài du lịch ra thì còn có rất nhiều trong thói quen hàng ngày, mình phải biết cách để mình cân chỉnh cái thói quen hàng ngày của mình để nó có một cái cân bằng cho cả cái tinh thần và cả sức khỏe, để sau đó mình có thể có một cái năng lượng tốt để mình cảm nhận được từng thứ xung quanh và mình mang nó vào thiết kế. Thì điều gì thích thú làm cho Joe thích thú khi mà quan sát xung quanh, quan sát con người? Ví dụ như có nhiều người, người ta rất là thích quan sát, ví dụ như là tĩnh vật, cây cối hay là nhà cửa. Còn có những người, người ta rất là thích quan sát những cái hoạt động của con người. Thì những cái điều gì để tạo nên cái sự thích thú đó của Joe để tạo ra những cái ý tưởng cho sản phẩm của mình? Thì Joe sẽ chia nó ra hai phần. Thứ nhất là những thứ của riêng bản thân mình, là những thứ mình sẽ tự khám phá từ bên trong mình, mình cảm nhận được từ những thứ. Ví dụ như mình đang chạy xe, thay vì mình suy nghĩ nhiều thứ trong đầu thì mình dừng lại và mình dùng ánh mắt của mình để mình nhìn những thứ xung quanh, về những tòa nhà, về những con người xung quanh, xe cộ, rồi những cuộc sống hàng ngày xung quanh diễn ra. Thì mình bỗng dưng mình bắt gặp một cái gì đó, mình cảm thấy cái này thú vị quá, thế là mình link nó vào một cái câu chuyện nào đó, mình có thể biến nó thành một câu chuyện nó màu sắc hơn và nó sẽ dễ tiếp cận đến người tiêu dùng hơn. Hoặc là một cái khía cạnh thứ hai là mình sẽ chọn lọc cái mối quan hệ của mình trong cuộc sống. Càng ngày độ tuổi khác nhau thì mình sẽ có những cái sự chọn lọc về cái đối tượng mình sẽ tiếp xúc hàng ngày, bởi vì đó là cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới năng lượng của mình. Thì mình sẽ dành những buổi sáng cà phê gặp những người có thể mang được những năng lượng tích cực cho mình, và cả năng lượng tích cực của mình sẽ trao đến cho người khác, cùng trao đổi cái năng lượng đó và cùng nói về những câu chuyện xung quanh. Thì trong những câu chuyện đó mình lại cảm nhận được rằng mình lấy được cảm hứng từ những câu chuyện đó nhiều hơn là khi mà mình chỉ ở một mình. Như vậy thì Joe có thể thấy là Joe có thấy là hiện tại bây giờ các bạn trẻ của mình á, nhìn một cái vấn đề nó hơi bị bố cục, nó hơi bị thu vào một cái góc nhìn quá, hay là mấy bạn có một cái cách nhìn rộng hơn, thì theo Joe là hiện tại các bạn đang nhìn cuộc sống nó như thế nào? Các bạn trẻ bây giờ thì mình cũng có nhiều độ tuổi khác nhau đúng không? Ví dụ như hồi trước của mình 5-6 năm trước thì mình cũng là những người kiểu thích khám phá, thích có những cái gì mới đều muốn tiếp cận và muốn sử dụng nó, gọi là bắt trend á. Thì các bạn thì có một cái nhóm các bạn sẽ thích theo, follow theo những thứ mà được gọi là nhìn hay ho, thích thú. Thì vô tình cái đó cũng khiến cho các bạn bị khép vào trong những thứ mà các bạn nghĩ rằng đã có sẵn và những thứ đó thú vị và các bạn chỉ tiếp nhận thôi. Còn một cái đối tượng giới trẻ cũng khá là thú vị rằng các bạn bước ra ngoài cái hộp, chiếc hộp đó, các bạn không đi theo xu hướng, các bạn tự tìm tòi về bản thân mình. Thì mình nghĩ là cái độ tuổi sau khi gọi là bước ra đại học và đi làm được khoảng 2 năm, bắt đầu khám phá bản thân mình nhiều hơn, thì mới bắt đầu cảm thấy rằng mình nên bước ra chính chiếc hộp của mình đã sắp đặt trước, rằng mình phải như thế kia. Và khi đó mình sẽ có một sự chọn lọc hơn về cái nơi mình đến, người mình gặp. Thì khi đó các bạn mới có thể bước ra khỏi cái cục diện mà các bạn đang bị khép. Nhưng mà nếu như mà, tại vì hiện tại ở trên media rồi truyền thông rất là nhiều, có những cái xu hướng mà nó nhiều, tiếp cận được nhiều hơn á, thì các bạn sẽ bị vô tình rằng các bạn chỉ tập trung vào những thứ các bạn nhìn thấy trước mắt, mà các bạn sẽ không nhìn thấy bên phải bên trái. Thì vô tình là như vậy. Nhưng mà sau khi các bạn nhìn thấy, các bạn bướng tới trước mắt rồi, các bạn mới cảm thấy không hợp, các bạn mới step out ra cái đó. Thì các bạn mới thật sự tìm thấy bản thân mình sau khi bước ra khỏi cái mà mình nghĩ là mình hợp. Vậy thì Joe có nghĩ là cái sản phẩm của mình, cái thương hiệu của mình nó đã step out ra khỏi những cái giới hạn đó hay không? Thật ra gọi là step out ra hoàn toàn thì cũng chưa thể gọi là một cái sự thành công nào, cũng không có một cái giới hạn. Thì mình nghĩ là nó đang trưởng thành thôi. Có nghĩa là hồi trước thì cái vision, cái lối suy nghĩ của mình khác bây giờ, thì sản phẩm của mình cũng sẽ khác bây giờ, và cái đối tượng mình nhắm đến cũng khác bây giờ. Hồi xưa thì mình chỉ nghĩ rằng những chiếc túi chỉ cần đơn giản nhất có thể, dễ phối đồ nhất có thể là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nghĩ rằng hơn là cái nhu cầu thực sự của người tiêu dùng họ cần là gì. Và mình sẽ cố gắng dung hòa rằng mình muốn sản phẩm của mình như thế nào và người tiêu dùng sẽ muốn như thế nào, mình dung hòa nó lại. Và một cách khác rằng mình có thể truyền đạt và truyền cảm hứng cho khách hàng, rằng thuyết phục khách hàng chấp nhận sản phẩm của mình hơn là việc chỉ đi theo những điều khách hàng muốn. Tại vì nếu mình chạy theo cái nhu cầu khách hàng nhiều quá, vô tình mình sẽ mất đi cái câu chuyện của mình trong sản phẩm mà mình muốn. Bằng cách nào đó mình sẽ tìm cách để khách hàng hiểu hơn về sản phẩm của mình. Vậy thì để làm sao mà mình khuyến khích khách hàng kể cái câu chuyện của khách hàng cùng với cái sản phẩm của mình?
Thật ra đó là cái khó, khó tại vì dần dần về đây thì Jamlot bắt đầu hiểu được rằng hơn là không có thể nào để thể gọi là có một cái sản phẩm hoàn thiện nhất có thể để đáp ứng được tất cả nhu cầu khách hàng, thì bên đầu sẽ phân khúc dòng sản phẩm ra. Có những dòng sản phẩm là phân khúc trung bình hoặc là những dòng sản phẩm trẻ trung và đơn giản thì đối tượng phù hợp với nó cũng vẫn có, và sau đó mình vẫn có những cái sản phẩm nâng cấp hơn, cao cấp hơn và nó mang tính chất gọi là trưởng thành hơn, thì đối tượng trưởng thành sẽ chấp nhận. Có nghĩa là mình chấp nhận rằng sản phẩm này chỉ phù hợp được với một số người và sản phẩm này sẽ phù hợp với một số người khác. Không thể nào mà một cái phù hợp với tất cả mọi người. Thì có bao giờ Joe nghĩ là những cái gì mà mình nghĩ hoặc là sáng tạo nó đem lại những cái sự rủi ro trong kinh doanh của mình hay không? Có, thật ra thì mình không phải là một người học về business. Mình không làm tất cả mọi thứ dựa trên những con số hoặc là những cái kế hoạch quá tính toán quá nhất định. Mình mang những câu chuyện biến thành những cái sản phẩm có thể tiêu dùng được và mang những câu chuyện trở thành hình thức kinh doanh. Thì rủi ro rất nhiều, thời gian đầu thì rủi ro rất là nhiều về những con số. Mình cứ nghĩ rằng mình đang phát triển sản phẩm và mình đang làm rất tốt cái việc đem đến thị trường. Nhưng mà sau đó khi mà mình quay trở lại, mình tính bài toán kinh doanh thì đó là những rủi ro rất là cao. Tại vì để đạt được những con số, những bài toán thì mình phải tính toán rất nhiều trong một sản phẩm. Vô tình mình phải lược bỏ rất nhiều thứ rằng mình muốn làm cho sản phẩm đó. Thì những rủi ro đó là những bài học mà sau này thì mình đã cố gắng gọi là khắc phục được càng nhiều càng tốt. Và gọi là việc rủi ro là gọi là phải chấp nhận. Có nghĩa là nếu mình chấp nhận rủi ro thì mình cứ đi theo con đường mình muốn. Còn nếu mà mình chấp nhận cái việc rằng mình không muốn rủi ro nữa thì mình phải chấp nhận cái việc mình phải loại bỏ một số thứ mình muốn. Vậy thì Châu có nghĩ là vì những cái tính toán đó nó ảnh hưởng đến cái tính sáng tạo của mình trong công việc và trong sản phẩm của mình không? Thời gian đầu thì đương nhiên mình khi mà mình tiếp nhận một cái vấn đề gì mới, mình cũng sẽ cảm thấy rất là khó khăn. Khoan ở chỗ làm thế nào để mình vừa muốn cái này vừa được cái kia. Nhưng mà dần về sau thì mình hiểu hơn, mình hiểu hơn mình muốn cái gì. Thì mình cố gắng mình gọi là cân bằng mọi thứ lại, mọi thứ không phải ngày 1, ngày 2 mà càng dần về dần dần mình càng làm. Chỉ có việc mình tiếp xúc, mình bước vào nó, mình làm thì mình mới biết được rằng cái giới hạn của mình và giới hạn của cái đề bài dành cho mình nó nằm ở đâu. Mình có thể chỉnh sửa đề bài chút xíu và mình chỉnh sửa mình một chút xíu. Thì mình sẽ cố gắng sống cùng với nó và vẫn tới giờ vẫn có thể làm được những thứ mình muốn mà vẫn giải quyết được những vấn đề trước đó. Thì Châu có nghĩ là có một số người á, người ta hay biện minh cho cái chuyện là người ta không sáng tạo bởi vì cơm áo gạo tiền, bởi vì công việc của người ta, cho nên người ta không có sáng tạo. Cho nên là mình không có đòi hỏi nhiều về tính sáng tạo của người ta được. Nhưng mà đối với Châu thì Châu thấy là cái tính sáng tạo nó quan trọng như thế nào trong công việc cũng như trong cái kinh doanh? Thật ra cái đó nó đúng với cái câu giống như là đam mê không thể nuôi sống bản thân. Không có tiền thì không thể nào nuôi sống đam mê được. Cái đó là một sự thật đúng. Nếu như mà hồi còn trẻ mà gọi là chưa có lo về cơm áo gạo tiền, rằng mình làm bao nhiêu là mình sống đủ, thì cái việc nuôi dưỡng đam mê là tuyệt đối luôn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà khi bài toán nó đặt lên rồi thì đúng là không có tiền không thể nào đam mê được. Nhưng mà sáng tạo nằm ở đây nó có thể hiểu ở nhiều khía cạnh khác nhau. Sáng tạo không có nghĩa là sáng tạo ứng dụng khác hoặc là sáng tạo nghệ thuật khác. Có những cái tác phẩm nghệ thuật sáng tạo ra không thể ứng dụng được thì đó mới hoàn toàn là chỉ dành hoàn toàn cho sáng tạo. Nhưng mà sáng tạo ở đây của mình là sáng tạo ứng dụng, là mình vẫn thỏa mãn được rằng mình muốn sáng tạo ra một cái thứ này, nhưng mà mình nghĩ tới việc khi mình dùng cái đó mình có dùng được hay không, thì mình nghĩ là vẫn nuôi dưỡng được, nó không có ảnh hưởng quá nhiều. Mà đôi khi gần đây mình lại khám phá được một cái rất là thú vị, rằng khi mình càng hiểu hơn cái chữ sáng tạo đó, mình lại càng sáng tạo nhiều hơn. Và cái sáng tạo đó nó tự nhiên nó cản hết những cái rào cản khác mà mình đang lo nghĩ. Tại vì đúng là cái năng lực, cái định lực hấp dẫn ở đây á, có nghĩa là khi mình càng lo sợ rằng mình làm cái này ra nó lại không được cái này, không được cái kia, thì vô tình cái mình làm ra nó lại gặp tất cả những cái trở ngại mà mình lo sợ đó. Nhưng khi mình hiểu hơn về cái bản thân mình và những thứ mình đang làm á, thì vô tình mình lại hút những cái tích cực tới, rằng việc mình sáng tạo ra luôn được tiếp nhận tốt. Vậy thì Châu có cái tuyệt chiêu gì để chỉ dẫn các bạn là để mình biết được cái sáng tạo của mình có ứng dụng được hay không, có sử dụng được hay không ngay từ ban đầu hay là như thế nào đó? Thật ra thì cái sáng tạo nào cũng phải cần thực hành. Có nghĩa là ok, mình có thể sáng tạo ra một cái gì đó trong đầu mình đi, nhưng mình cảm thấy cái việc mà mình đặt bút xuống và mình vẽ ra nó là một cái bước gọi là biến đổi, thay đổi tất cả những thứ gọi là sáng tạo rồi. Vì sáng tạo trong đầu nó chỉ là trong suy nghĩ và trong cái hình ảnh mình mường tượng thôi.
Nhưng khi mình đặt bút xuống giấy là mình bắt đầu mình đã hiện thực hóa nó nhiều hơn. Và khi mình đặt bút xuống giấy xong là mình phải làm thành một sản phẩm mẫu và mình phải thử nó và mình mới biết được thực sự là từ trong đầu mình xuống giấy và ra thành phẩm nó khác như thế nào. Không thể nào mà gọi là mình cứ nghĩ đi, mình cứ suy nghĩ rất là nhiều, sau đó mình cứ viết xuống hết tất cả những điều đó và mình sẽ lược bỏ nó và lại làm một cái thành phẩm. Thành phẩm đó sẽ còn chỉnh sửa nữa. Nhưng mà cái muốn mọi người có thể cố gắng ở đây có nghĩa là đừng nghĩ sáng tạo là không thể thực hiện được, nhưng mà phải thực hành, hiện thực hóa nó thì mình sẽ biết được cái tầm sáng tạo của mình nó ra tới đâu. Có nghĩa là các bạn khi mà các bạn có ý tưởng gì đó thì đừng có dừng lại cái điểm là ý tưởng, mà các bạn phải vẽ xuống, đúng không? Vẽ xuống giấy, phải đúng hiện rồi. Thực nó hoa ra rồi sau đó để biết được là cái nào được, đúng cái nào rồi. Không được, chứ không có mình cứ mường tượng ra những chuyện khi mình có ý tưởng này chắc không được đâu rồi các đúng bạn rồi. sẽ bỏ. Tại vì lúc nào cái lúc mà mình nghĩ tới nó mình cảm thấy rất là hứng thú, mình cảm thấy cái này hay quá, nhưng mà tự nhiên mình nghĩ tới nhưng mà cái kia thế là mình lại lược bỏ dần, thế là mình lại không làm nó nữa. Nhưng mà có một cái là bất cứ khi nào mình nghĩ tới một điều gì đó viết xuống liền luôn, hoặc là một cái note trong điện thoại bấm ra liền những cái keyword cũng được, note lại cái moment đó, tại vì nó đến một lần và nó không xuất hiện lại lần thứ hai. Note xuống và có thời gian cùng ngồi lại và nối nó lại với nhau thì mình sẽ thấy được là nó có thể thực hiện được. Nghĩa là Châu khuyên với bạn, khuyên là khi mà mình có ý tưởng rồi mình note nó xuống, mình vẽ nó xuống. Có nghĩa là mỗi ngày thì họ đều có những ý tưởng mới hết á. Đúng rồi, đúng không? Đó là một cái mình cần luôn có một cuốn sổ, một cái bút trong giỏ mình là thế. Hoặc là khi mình có ý tưởng nhiều khi mình lại không biết thể hiện nó ra như thế nào, có những người không có khả năng thể hiện nó thành chữ, thành lời, thành một cái hình ảnh nào đó, mình có thể nhờ đến sự trợ giúp của những người bạn xung quanh hiểu bản thân mình. Mình cần những cuộc nói chuyện để mình trình bày những cái điều mình suy nghĩ ra, thì những người đó sẽ là những người hướng dẫn mình visual giống như là thể hiện nó ra ngoài. Rất là hay, có nghĩa là đây là cũng là một cái tuyệt chiêu, đúng không? Là có nghĩa là các bạn đừng có nghĩ trong đầu mà hãy hiện thực nó đi. Là mỗi ngày mình đều có những cái ý tưởng mới, những cái thiết kế mới cho mình về cái chuyện như vậy. Vậy thì khi mà visualize, khi mà hiện thực những cái ý tưởng đó thành hình ảnh hoặc là thành câu từ, thì Châu có cảm thấy có cái sự khó khăn nào không? Có thể là đối với mình thì nó không phải là cái khó khăn, tại vì cái ngành học của mình là cái ngành về communication, thì nó là một cách khá là hay mà RMIT có thể gọi là để giúp mình phát triển bản thân mình ở đó. Có nghĩa là bản thân trong người mình, bản thân ai cũng có một cái khả năng đó, chỉ là mình có thực sự tập trung vào nó, khám phá nó và phát triển ra ngoài không. Thì ở RMIT đã có những cái practical course rất là hay, có nghĩa là để mình biết được rằng mình thể hiện ra ngoài như thế nào. Thì mình cảm thấy nó không còn khó khăn nữa với những thứ mà mình thể hiện được ra ngoài. Nó chỉ khó khi mà mình không biết làm như thế nào thôi. Còn nếu như đối với những bạn cảm thấy nó là một cái trở ngại rất là lớn, thì mình có thể tìm gặp, có nghĩa là mình phải nói nhiều hơn. Còn là nếu mình không biết nói tới một người lạ như thế nào, thì mình sẽ tìm một người bạn thân thật sự hiểu mình đang nghĩ gì. Mình chỉ cần nói một vài chữ thôi là họ đã biết được là cái câu hoàn thiện nó sẽ như thế nào. Họ sẽ là người giúp mình nói ra nhiều hơn, và sau khi mình biết cách mình nói rồi á, mình sẽ không ngại thể hiện ra ngoài nữa. Và những cái đó Châu cũng đang áp dụng cho Jamloss của mình, đúng không? Cho nên là những sản phẩm của mình là thiết kế nó rất là gần gũi với khách hàng hàng ngày, bởi vì Châu đã có những cái ý tưởng và đã ghi chú xuống bằng những cái hình ảnh của mình. Jamloss là một cái khởi nguồn của những ngày mình thay đổi rất là nhiều thứ trong cuộc đời. Có nghĩa là ngoài việc gặp gỡ người này người kia, công việc còn ảnh hưởng đến cả những cái quyết định về những năm sắp tới như thế nào, thì việc khi bắt đầu Jamloss thì nó không có một cái kế hoạch gì đó quá lớn, rằng mình chỉ bắt đầu với việc là mình thích cái chất liệu này, canvas, thích việc thể hiện nó ra thành một cái thứ mình có thể ứng dụng được hàng ngày. Nhưng mà càng tiếp cận với lại canvas nhiều hơn, càng làm nhiều hơn, thì mình lại càng hiểu hơn rằng canvas nó không chỉ là một chất liệu, mà nó là một cái phương tiện, một cái người bạn có thể giúp mình phát triển bản thân mình nhiều hơn. Qua quá trình làm thì việc nghiên cứu về chất liệu là một việc mình có thể phát triển những thứ mà mình muốn vẽ ra trên giấy, mà nó không chỉ dừng lại ở giấy mà nó còn phát triển thành một thứ mà có thể được gọi tên, được sử dụng và còn được yêu thương nữa. Thì đó là những cái mà Jamloss đã mang đến được cho mình. Thì ngược lại thì mình cũng dành khá là nhiều cái kế hoạch của mình, cả những cái dự định và cái project của mình đều liên tới Jamloss để cùng nhau phát triển. Thì túi xách thật ra nó không chỉ là một cái phụ kiện thời trang,
mà nó còn thể là một người bạn. Tại vì ví dụ như một cái bộ quần áo mình mặc, mình có thể chán nó, mình có thể không mặc nữa, mình treo mãi trong tủ. Nhưng mà túi sách là một thứ mình có thể mang đi cùng mình hàng ngày ở ngoài đường. Thì làm thế nào để một chiếc túi có thể cùng mình đến được càng nhiều nơi càng tốt mà không có phải là mình phải đắn đo rằng là hôm nay mình mặc bộ này, mình đeo túi này có hợp hay không? Thì Jamloss vẫn đang cố gắng để làm được điều đó. Rằng hôm nay mình đi học mình có thể đeo được, hoặc là mình đi họp, hoặc mình đi chơi mình có thể đeo được. Và việc rằng Jamloss có thể đồng hành qua những chặng đường dài, Jamloss có thể được gấp gọn, rất là gọn vào trong những cái chiếc vali, túi sách, ba lô để khi cần có thể mang ra xài, không phải làm cho người tiêu dùng phải đắn đo suy nghĩ mất thời gian nhiều. Thì để làm một người bạn tốt thì thật ra Jamloss cũng phải tìm cách để kết nối với mọi người càng nhiều càng tốt. Rằng mình đi cùng với nhau không chỉ là một cái chiếc túi, mà mình đi cùng với nhau còn bởi những cái cảm nhận và câu chuyện mà mỗi ngày mình cùng có mặt với nhau. Thì ban đầu thì Jamloss với cái packaging là cái bánh mì, thực ra cái ý nghĩa của cái bánh mì rất là hay ở chỗ là nếu mà mình cảm thấy ở bên châu Âu á, mọi người hay ôm như chiếc bánh mì trong người và đi ở ngoài phố, mình cảm giác một cái cảm giác giống như là rất là cozy, rất là ấm áp và rất là dễ chịu. Thì đó là một cảm giác giống như việc mình đi về nhà cũng vậy. Thì tại sao trên mỗi cái bao bì của Jamloss đều có chữ coming home, rằng là dù nó là một chiếc túi nhưng mà hãy cảm nhận nó là một người bạn cùng mình đi về nhà. Nó chứ không phải là mình chỉ mang về mình treo ở nhà, mà nó sẽ là một người về nhà xong rồi sau đó sẽ đi về cùng mình ở những ngày khác nữa. Thì đó là một cái ý tưởng từ cái packaging của Jamloss, là vẫn luôn giữ cái packaging này dù rằng nó có thể gọi mọi người lỗi thời đi. Tại sao bây giờ mọi người lại dùng những chiếc hộp giấy cứng cáp nhìn rất là xịn sò, nhưng mà rồi những chiếc hộp giấy đó sẽ vứt vào trong sò, và nó rất là khó để mọi người gấp gọn nó và bỏ trong những túi ni lông và lại vứt vào trong sò. Mọi người cảm thấy được chiếc hộp này mình sẽ làm gì với nó bây giờ? Thì chiếc bao giấy này mặc dù nó không được định hình một cách chỉnh chu, nó không được trông có vẻ hào nhoáng hoặc là này kia, nhưng mà nó vẫn có một cái tình cảm, một cái hơi ấm nào đó khi mà mình ôm vào trong người. Và tại sao bao giấy này mọi người hay được khuyến khích rằng là mua xong á, mọi người sẽ ôm đi về nhà, thay vì mọi người phải bỏ một túi túi ni lông và xách về nhà nữa. Và thật ra túi giấy này khi mà mình tháo ra, mình có thể xếp gọn lại trong một cái góc nào đó. Nó gọn như một chiếc túi ni lông bình thường, và mình có thể tái sử dụng nó, bỏ những cái vật dụng, một món quà nào đó mình tặng cho một người bạn của mình lần tiếp theo cũng được. Hoặc là mình cắt ra, mình có thể dùng cho những việc khác. Thì cái chiếc túi này nó mang tính chất gọi là về thân thiện môi trường, mà câu chuyện mình mang về nhà nữa. Thì như concept của tiệm bánh mì thì lúc đầu Jamloss ra đời với những cái chiếc túi có tên là foodie, những cái món ăn hàng ngày, những món ăn tinh thần hàng ngày mình hay ăn pizza, hot dog, hamburger, thì inspire từ những cái shape của những cái sản phẩm đó mà mang đến sản phẩm. Sau đó thì thay đổi dần, ngoài những cái món ăn đó mình có thể tiếp cận đến những cái thói quen hàng ngày, những cái câu chuyện hàng ngày và những cái mình có thể nhìn thấy hàng ngày trong lúc mình đang đi ngoài đường hay là mình gặp gỡ bạn bè. Thì những món nước cũng đưa lên những sản phẩm, rồi những câu chuyện vì cái giai đoạn mà Jamloss có hai cửa hàng tại Sài Gòn và Hà Nội, thì mình cũng đơn giản là bây giờ mình phải làm sao có một chiếc túi có thể connect được Sài Gòn và Hà Nội mà mình không phải làm nó quá phức tạp lên. Bản thân túi nó có hai mặt, thì mình đưa Sài Gòn và Hà Nội vào hai mặt thôi. Đó là câu chuyện những chiếc túi đã di chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội và đến tay khách hàng như thế nào. Đều là những cái rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình cố gắng đừng nghĩ phức tạp nó lên. Cứ nghĩ mọi thứ đơn giản và mình sẽ dễ dàng tiếp cận với cái ý nghĩ của mình nhiều hơn. Thì đó là cái cách mà Jamloss vẫn luôn làm và cố gắng phát triển sản phẩm của mình nhiều hơn. Ngay cả những cái vấn đề mà mình cảm thấy hàng ngày nó chỉ là có thể là xảy ra ở một giai đoạn ngắn thôi, nhưng mà mình đâu biết được giai đoạn ngắn đó nó sẽ tiếp diễn như thế nào. Thì tốt nhất là những giai đoạn ngắn đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, thói quen của mình. Ví dụ như cái đợt dịch Covid vừa rồi, mọi người bắt đầu có dịch, mọi người bắt đầu lo về sức khỏe của mình, trong khi đó là một thứ mình có thể quan tâm đến hàng ngày, tại sao mình lại không nghĩ tới? Và thế là thay vì mình bán những chiếc khẩu trang, thì mình làm ra những thứ có thể bảo vệ chiếc khẩu trang đó, cũng giống như bảo vệ sức khỏe của mình. Sau khi sử dụng khẩu trang thì mình vứt ở đâu? Rồi mình đeo nó lên thì nó có tác dụng như cái khẩu trang ban đầu hay không? Thì phải tìm cách rằng cái mask holder là để đựng khẩu trang. Xài xong mình có thể bỏ vào gọn gàng và mình có thể treo ở những cái nơi mà mình cảm thấy thuận tiện nhất. Đó là một cách để Jamloss gián tiếp giúp người tiêu dùng bảo vệ sức khỏe của mình thay vì một cái vật dụng như là nước, như là chiếc khẩu trang. Tương tự cái nước rửa tay cũng thế, thay vì mình phải mở một chiếc túi ra, mình lấy cái chai nước rửa tay ra mình rửa tay,
rồi thế là mình phải đụng vào cái chiếc túi đó, mình mở ra, mình bỏ vào ngược lại, là mình lại đụng vào những cái vi trùng rồi. Tại sao mình không treo nó ở ngoài, mình chỉ cần xịt nó ra, mình rửa tay là thế là xong. Đó, những cái suy nghĩ khá là đơn giản khi mà mình muốn tối ưu hóa cái khả năng tiêu dùng của mình. Thì tất cả đó là những cái câu chuyện rất là đơn giản thôi. Còn những câu chuyện tiếp theo nữa thì nó cũng sẽ từ xuất phát từ cuộc sống hàng ngày thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó quan sát, chịu khó lắng nghe nhiều hơn thì mình sẽ khám phá được nhiều thứ thú vị. Chứ nó không thực sự gọi là chất liệu để sáng tạo không bao giờ hết. Nó chỉ hết khi mà mình ngừng sáng tạo. Cảm ơn Châu đã chia sẻ rất là thú vị. Cái cuộc nói chuyện này rất là thú vị, để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình và cũng như là làm sao mình vận dụng được cái tính sáng tạo hàng ngày của mình để có thể xử lý công việc, để có thể áp dụng vào kinh doanh, để cho các bạn có thể có một cái tinh thần, gọi là tinh thần ha, không ngại sáng tạo. Thì cứ các bạn cứ sáng tạo đi, rồi các bạn hãy viết xuống, vẽ xuống, rồi sau đó là mình chỉnh sửa lại những cái đó làm sao cho phù hợp với khách hàng của mình, với đối tượng của mình muốn truyền tải đến, đúng không Châu? Đúng rồi, nghĩa là mình cứ làm thôi, cứ làm rồi biết, rồi mới biết được nó có được hay không. Rất là hay. Cảm ơn Châu đã đến đây để chia sẻ với mọi người về những kinh nghiệm của mình, và đây cũng là một cái mục đích mà chương trình muốn đem lại cho những khán thính giả của mình, để tìm hiểu rõ hơn những cái ứng dụng của sáng tạo trong công việc cũng như là trong trong kinh doanh. Thay mặt chương trình thì cảm ơn Châu, và chúc cho Châu và Chamlos cùng càng ngày càng phát triển hơn nữa, có nhiều sản phẩm mới. Hy vọng là sau này mình sẽ có sản phẩm mới, ngoài cả túi mình còn có những sản phẩm khác nữa mà đi với như là, đi với người tiêu dùng hàng ngày, và cũng cùng người tiêu dùng kể những cái câu chuyện hàng ngày của họ. Và đó là những cái gì mà mọi người cũng mong muốn đến. Cảm ơn anh Hải rất là nhiều. Thực ra Chamlos cũng sẽ không dừng lại ở túi đâu, mà nó sẽ tiếp cận đến rất là nhiều những thứ có thể đi vào đời sống hàng ngày của người tiêu dùng nhiều hơn chỉ với chất liệu canvas này. Cảm ơn Châu. Kính thưa quý vị, đây cũng là một trong những cái sự kiện trong chuỗi liên hoan thiết kế và sáng tạo 2020, và các bạn cũng có thể theo dõi những cái sự kiện hấp dẫn khác qua trang web và cũng như là fanpage của liên hoan. Nếu mà các bạn có những ý kiến gì hoặc có đóng góp gì, xin cứ liên hệ với ban tổ chức của chương trình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi.